Sao Phong có mặt ông, món quà đặc biệt tri ân bạn đã tin tưởng và yêu quý Thu. Một lần nữa, Thu chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã tin tưởng và ủng hộ Thu trong thời gian vừa qua. Thật lòng á, thì Thu rất là biết ơn và trân quý điều đó. Với sứ mệnh mang đến cho tất cả anh chị và các bạn có một sức khỏe dồi dào, một cơ thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống, trẻ đẹp hơn từng ngày và một loại thảo dược 100% từ thiên nhiên với nhiều dược chất quý hiếm mà ít loại thảo dược nào có được. Đến nay thì có rất là nhiều anh chị và các bạn từ mọi miền đất nước Việt Nam và cả ở nước ngoài đã rất là tin tưởng, yêu quý và mua hàng bên Thu, như là chị Hiền ở Gò Dầu Tân Phú nè, chị Hương ở Kiên Giang Phú Quốc, anh Mộc ở Tây Ninh, chị Tuyết ở Bến Tre, anh Phong ở quận 12, em Phương ở Tân Phú, chị Vy ở Tiệp Khắc, chị Tracy ở Mỹ, cô Châu ở Đức, chị Hoàng Hương ở Cali và còn rất rất là nhiều anh chị khác mà Thu không thể kể hết ra đây được. Thu luôn trân quý và biết ơn. Vì thế để tri ân tấm chân tình ấy thì Thu đã chuẩn bị những phần quà đặc biệt dành cho tất cả anh chị và các bạn khi mà mua sao phong ngâm mặt ong bên Thu. Đây có lẽ là lời tri ân tốt nhất mà Thu có thể là gửi đến những người mà Thu yêu quý. Bạn sẽ nhận được thứ nhất, đó là 1 lít mật ong trị giá là 300.000 đồng khi mà các bạn ngâm cùng với sao phong. Sao phong ngâm mật ong nó nhằm phát huy tối đa công dụng của sao phong. Mật ong nó là chất giảm giúp cho sao phong hấp thu vào cơ thể các bạn nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thứ hai, đó là bạn sẽ nhận được 3 gam đông trùng hạ thảo trị giá là 120.000 đồng để ngâm cùng với sao phong. Sao phong mà kết hợp với đông trùng hạ thảo thì nó sẽ có công dụng là bồi bổ sức khỏe nè, tăng cường sinh lực, giúp kháng viêm và kháng khuẩn rất là hiệu quả nha. Thứ ba, đó là bạn sẽ nhận được 30 gam kỷ tử trị giá là 50.000 đồng. Nó có tác dụng là bổ huyết, bổ gan thận và an thần, sáng mắt nha. Thứ tư, đó là bạn sẽ nhận được 30 gam táo đỏ như thế này, trị giá là 30.000 đồng. Nó có tác dụng là giúp lưu thông khí huyết, bồi bổ cơ thể. Thứ năm, đó là bạn sẽ nhận được một cái lọ thủy tinh trị giá là 30.000 đồng xinh xắn như thế này khi mà các bạn pha sao phong với mật ong, đông trùng, hạ thảo, kỷ tử táo đỏ nha. Nó sẽ vừa sạch sẽ, vừa vệ sinh và vừa bảo quản được sao phong mật ong tốt chất. Các bạn đừng ngâm trong lọ nhựa nha, vì trong lọ nhựa nó sẽ có nhiều tạp chất không tốt cho sức khỏe của các bạn khi mà ngâm sao phong với mật ong. Thứ sáu, đó là bạn sẽ nhận được một cái thìa gỗ để lấy mật ong trị giá là 20.000 đồng như thế này. Khi mà múc mật ong á, thì các bạn không nên dùng thìa kim loại hay là inox nha. Vì khi mà mật ong nó kết hợp với kim loại thì nó sẽ tạo ra một hợp chất có tên là acid acetic. Và hợp chất này nó sẽ ăn mòn cái lớp kim loại và không có tốt cho sức khỏe. Nên là tuyệt đối bạn không được dùng vật liệu bằng kim loại để múc mật ong sao phong nhé. Trước đây thì Thu cũng không biết điều này, nên giờ mọi người mua sao phong mật ong thì Thu đều tặng riêng cái thìa gỗ như thế này để tiện cho các bạn lấy mật, vì loại này thì các bạn ít dùng trong gia đình. Thứ bảy, đó là bạn sẽ nhận được một cái cuốn cẩm nang hướng dẫn sử dụng sao phong trị giá là 20.000 đồng. Thì đây là một cái tài liệu rất là quan trọng, nó có thể cung cấp cho các bạn những cái thông tin bổ ích nhất về sao phong cũng như là cách sử dụng sao phong không thể thiếu khi mà các bạn mua sao phong nhé. Như vậy bạn sẽ nhận được tổng cộng là 7 món quà tặng, bao gồm thứ nhất đó là 1 lít mật ong nè, thứ hai là đông trùng hạ thảo, thứ ba đó là kỷ tử, thứ tư đó là táo đỏ, thứ năm đó là lọ thủy tinh, thứ sáu đó là thìa gỗ và cuối cùng đó là cuốn cẩm nang khi mà các bạn mua 10 gram sao phong ngâm với mật ong nhé. Tổng giá trị quà tặng là lên đến 570.000 đồng. Các anh chị và các bạn nhắn qua số điện thoại Zalo 0932257878 để đặt hàng á, thì các bạn nhớ nhắc Thu là đã xem video quà tặng tri ân khi mua sao phong ngâm mật ong trên kênh YouTube Nét Đẹp Việt của Thu nha. Vì thực sự thì Thu còn bán trên Facebook nè, TikTok, Zalo, Instagram nữa, nhưng mà quà tặng trên YouTube là đặc biệt và khác biệt với nhiều quà tặng nhất. Đây là cái lọ sao phong ngâm mật ong mà Thu vừa chuẩn bị cho anh Phương ở Bến Tre nè. Còn đây là lọ của chị Sang ở Long An mà Thu chưa kịp gửi về. Sau khi mà quay video xong thì Thu sẽ gửi về cho các anh chị nha. Cảm ơn sự tin yêu của tất cả anh chị và các bạn. Nếu như mà cần tư vấn thêm về sản phẩm hoặc là mua sao phong ngâm mật ong thì liên hệ ngay với Thu qua số điện thoại 0932257878 hoặc là Zalo cũng cùng số này luôn nha. Hoặc là các bạn có thể là để lại thông tin số điện thoại phía dưới phần bình luận video này nhé. Như các bạn đã biết, sao phong được công ty bên mình nhập khẩu chính ngạch, không phải là hàng trôi nổi nên nó đầy đủ hóa đơn chứng từ nhập khẩu. Nếu như bạn muốn xuất hóa đơn thì bên mình sẽ xuất hóa đơn VAT cho các bạn. Thu chân thành cảm ơn bạn đã lắng nghe và đừng bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Hãy nhanh tay sở hữu 7 món quà tặng đặc biệt dành cho bạn ngay nhé.